Chào các bạn nha. Nay trở lại với kênh Phú Đông quê tôi nha các bạn. Mình quay cây mai này lên cho các bạn xem tham khảo ha. Cái cách mình chăm sóc cây mai á các bạn. Mình cũng mới yêu thích cây mai vàng này lắm, mà mình cũng không có trong nghề như anh em khác nha các bạn. Mình chỉ thích rồi mình yêu quý cây mai vàng, mình chơi, mình quấn sữa dây, mình tạo cái tàn nó vậy nè nha các bạn. Thì mình cũng hướng dẫn theo cái cách của mình cho anh em mà có thích yêu chơi mai vàng á các bạn tham khảo ha. Còn anh em mà ở trong nghề thì có những cái kiến thức nào hay á thì cho mình một cái bình luận ở dưới nha các bạn, chứ đừng có ném đá mình, tội nghiệp mình nha các bạn. Mình không phải nghề nghiệp gì nha các bạn, mình chỉ yêu thích mình chơi thôi các bạn ơi. Rồi chỉ là mình hướng dẫn nè cho anh em mà cái cách tạo dáng cho anh em mà có thích chơi mai vàng á thì tham khảo, để thấy hay thì làm theo nha các bạn. Đó, hổm cây mai nó bị si lắm các bạn ơi, hôm Tết nó trổ hoa nhiều quá nó, cái giờ nó bị si, cái mình chăm sóc nó không có phát được. Rồi mình moi đất nó ra nè các bạn, mình moi ở dưới gốc nó ra, moi gốc ra cái mình vô loại đất khác nha các bạn. Đó rồi mình cũng quấn dây rồi nè các bạn ơi, mình quấn ra cho nó có cái tàn vậy đó, coi nó tròn tròn vậy các bạn, chứ mình không có chiên gì mấy nha các bạn. Rồi mình nó si quá mình lặt lá ra hết các bạn, nãy ra lá non nè. Đó, nó ra lá non đó các bạn, ra lá non như vậy là mình phải canh nó nha các bạn. Canh mình xịt sâu nó chứ thôi sâu lá nó mê lắm á, lá non này là sâu lá nó mê lắm á. Mình phải xịt sâu chứ không thôi là nó ăn không còn cái lá luôn đó nha các bạn. Lá non này là sâu lá nó mê lắm. Đó, nó có mình lặt lá hôm nay hai bữa ba bữa gì mà nó ra nụ nè các bạn ơi. Đây nó ra nụ nè các bạn, nó ra nụ nó trổ, đây có búp này nó cũng muốn trổ nè các bạn. Mình thấy tháng này nó cũng vào tháng 6 rồi, mình thấy nó si rồi mình lặt lá nó hết các bạn ơi. Đừng, mình chăm sóc nó để cho nó Tết nó ra hoa đồng loạt nha các bạn. Mình mấy năm trước mình cũng, năm vừa rồi mình cũng thấy anh em ở trên mạng chia sẻ đó, rồi mình cũng làm theo vậy. Rồi thấy nó ra hoa cũng được lắm các bạn, ngon lắm. Rồi mình thấy vậy mình chia sẻ cho các bạn mà có chơi mới vào chơi mai vàng này nha, các bạn thấy hay thì làm theo cái cách của mình ha. Đó, nó si quá rồi mình lặt lá luôn, mình lặt nó là nó ra lá mới nè các bạn ơi. Đó, nó lặt lá là cái nó ra búp nè các bạn ơi, nó cũng trổ nè. Đó. Nó ra được một cái hộp gạo, nó ra được 5 cái búp này nha các bạn. Hoa nó đẹp lắm, hôm Tết nó trổ hoa đẹp lắm các bạn. Đây nữa nè. Đó. Nó ra búp nè các bạn. Một cái hộp gạo nó ra quá chừng búp luôn đó, các bạn thấy không?
ra bút mà. Mai mốt nó trổ hoa ra mình quay lên cho các bạn xem nữa ha. Nó trổ như vậy chứ Tết không sao các bạn, Tết nó ra cái lá non này nè các bạn. Ra lá non này là Tết nó ra hoa ngoài đây nè các bạn. Chứ giờ thấy nó trổ, các bạn thấy nó trổ như vậy chứ sợ Tết nó không trổ, nó cũng vẫn trổ bình thường. Tết nó ra nó trổ đồng loạt luôn á các bạn. Đây hoa nó nè. Nụ nó nè các bạn. Rồi mình cũng cũng học hỏi anh em trên mạng mà chia sẻ đó, rồi mình cũng làm theo á các bạn. Bên kia cũng có mấy cây mình cũng mới bứng á các bạn. Rồi mình cũng chăm sóc nó ra lá. Đó. Cây đó bên đó hôm Tết nó cũng trổ hoa đẹp lắm nha các bạn. Rồi các bạn xem mà thấy hay thì cho mình một like nha các bạn. Bấm đăng ký kênh ủng hộ mình luôn ha. Rồi nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những cái video mới mình tải lên nha các bạn. Rồi các bạn mà chuyên gì mai đó thì có cái ý hay thì cho mình cái nhận xét ở bên dưới để mình chia sẻ những cái video hay nữa cho anh em mà mới vào chơi mai vàng này nha các bạn. Qua hổm mấy bữa hổm mình lặt lá nó mà nó còn sót lại nè các bạn, mấy lá nó già quá rồi nó si nó không có phát, rồi mình lặt ra hết đó. Cái gốc mai cũng bự lắm nha các bạn, nó cỡ hai tay mình đó các bạn ơi, hai tay mình bóp lại hoành nó cỡ 40 đó các bạn. Qua hổm mình moi đất nó ra nè, mình vô lại đất khác nha các bạn. Đó các bạn thấy cái gốc nó không, đây cái rễ nó nè các bạn, ở dưới này nó lên đây cái nó bọc xuống nè các bạn. Đây nó nè, rễ nó cũng đẹp lắm các bạn, nó nằm ở dưới đó mình lấp lên cao cho nó mát gốc đó các bạn. Đây các bạn thấy không, cái gốc rễ nó nè các bạn thấy không, ở dưới này nè, trong này nè, nó ăn lên đây, lên đây cái nó đi xuống đây nó ẩn ra, đây cũng vậy nó nè các bạn. Rồi để vài bữa nữa nó ra lá đầu ngon lành rồi mình quay lại cái clip nữa cho các bạn xem nữa ha. Rồi thôi mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Chúc các bạn buổi chiều vui khỏe nha các bạn. Rồi chào các bạn nha.